Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời Trung Cổ. Nãy giờ cởi Leviathan đi dạo quanh những cái con tàu cướp biển gần gần đây, lấy những trái TNT nè, hôm nay sẽ còn rất là nhiều TNT đó nha. Tấp vô đây mình lượm cái rương này lấy táo vàng ăn chơi cái đó. Đấy, biết ngay mà, trong này auto lúc nào cũng có những cái trái táo vàng cho mình lượm ha. Rất là thoải mái luôn. Và ngôi làng này gần nhà mình hình như là mình khám phá chưa nhờ? Ủa? Ngôi làng này gần nhà mình nhưng mà hình như mình chưa khám phá sao này? Đồ đạc các thứ còn y nguyên hả? Để mình coi coi có cái nhà bác họ rèn nào ở đây không? Tìm kỹ xíu nha. Không có nhà bác họ rèn. Ừ, ở đây cũng có một cái rương chứa đồ nữa nè. Mình sẽ lấy đồ. Ui, lần này cho hẳn một viên kim cương và hai viên ngọc lục bảo luôn. Được vậy. Xa xa còn có cái tổ rồng cơ. À, mình nhớ rồi, cái chỗ này mình khám phá rồi. Chó điên hả? Nó không biết sợ luôn mà. Bị quýnh xong mà vẫn rất tỉnh và đẹp trai nha. Vẫn nhào tới để tấn công mình nữa. Mấy cái con đó thì hơi né nó ra một xíu. Nếu mà chỗ này khám phá xong thì thôi, mình lại cái con tàu gần nhà mình để mình loot trước đi. Còn con tàu cướp biển gần nhà mình chưa có loot ấy, nên tranh thủ về loot nốt cái tàu. Hy vọng là kiếm thêm được một mớ TNT nữa. Với một stack và 4 trái thì chắc đủ để đánh một con thôi, không đủ để đánh hai con đâu. Mình dự định là sẽ đánh khoảng 2 con boss trong ngày hôm nay, nên phải chuẩn bị thật là nhiều TNT mới được. Rồi, và con thuyền cướp biển này thì đã khám phá xong rồi đó, nên bên trên đó, nó rất là an toàn luôn, không có sợ bị kiểu cà khịa đâu. Còn riêng em Leviathan thì mình để mình cho lên đây, mình ngồi cho ngồi xuống. Rồi. À, mấy con này láo tét. Nhóc ác nè. Ui, nó đau quá. Thôi. Bỏ đi. Cái xô nước đâu rồi? Ui, mình không có mang theo xô nước. Ui, không. Lấy cái rìu mình đục. Ôi. Khả năng bay mình có giới hạn. Cố lên. Rồi, lượm một ô. Lượm một block để lock ở dưới mình mới bay lên tiếp được. Đó. Xong viên. Trên đây thì auto lúc nào cũng sẽ có TNT ha, ít hay nhiều thôi. Đây nữa nè. Đây nữa. Lục hết cái tàu này chắc cũng cỡ gần nửa stack cái không ít đâu. Đây. Đúng luôn, hơn nửa stack một xíu ha. Ví dụ mà mình có thiếu bơm á, thì chắc mình sẽ gom mấy cái thuốc súng này sau nha. Còn bây giờ thì về nhà thôi. Mình đã có vũ khí, có cái dòng Indestructible giúp không thể hỏng. Vậy thì tại sao mình không chế tạo một cái set giáp mà mỗi món nó đều có dòng Indestructible, lúc đó đi khám phá là chỉ sợ không có công trình cũng như quái vật để chiến đấu thôi, chứ không sợ bị hư giáp nữa. Và mình đã kiểu như là lọc ra được một số món đồ có dòng Indestructible trong những cái vũ khí nè. Cũng có được 3 quyển và 2 quyển sách sửa chữa ha. Mình sẽ lần lượt ép vô từng món. Nhưng mà trước khi ép thì để mình tách dòng cường hóa rồi mình cường hóa lại cái đó. Tại vì cái đội ủng của mình đang mặc nè, nó có cái vụ mà xét đánh á, đôi lúc nó sẽ hại mình rất là nhiều luôn. Mình không muốn như vậy, nên tách ra đi. Tách ủng ra trước nè. Xong mình cường hóa lại ha. Đi lên trên lấy ngọc lưu ly cái đó. Không rồi, cường hóa dữ quá. Hết trơn ngọc lưu ly luôn rồi. Rồi, hy vọng là lần này ép cái đồ ổn nó sẽ ra những dòng tốt hơn nha. Mình sẽ tách luôn cái quần có bảo vệ 4 hả? Nên tách không ta? Chắc mình sẽ ép full một set đồ mới luôn đi. Deflect cấp độ 2. Ồ, bảo vệ cấp độ 4 nè. Cái này tốt. Mình nên ép bảo vệ cấp độ 4. Cho vô, làm bảo vệ cấp độ 4 trước. Ui, nó không có cho thêm dòng gì hết. Không sao, một xíu mình sẽ... lấy thêm những cuốn sách khác mình ghép vào cũng được. Trước mắt là không có cái dòng sấm sét là mình thấy khoái rồi đó. Cái này cũng có bảo vệ cấp độ 4 rồi, nên mình giữ lại luôn đi.
bảo vệ cấp độ 4 nữa nè. Rồi thử với cái nón coi. Thử thử một cái nón mới. Snowball. Hình như mình đợi đợi cái nón mà có cái dòng snowball này nó sẽ bắn qua ra những quả cầu tuyết hay sao á. Cái này phải đợi lên đi ra ngoài mình test trên những cái con quái vật thì mới biết được. Để bây giờ mình sẽ thử nha. Đi ra ngoài coi coi có con quái vật nào không. Mình test thử cái snowball này nó có chọi qua những quả bóng tuyết giống như mình nghĩ không nha. Này nè, đây có những con xương nè. Đó 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 đó. Chọi chọi nó, chọi nó, chọi nó. Ý, hết chọi rồi. Chọi nó đi. Ui, sao không chọi nữa. Đó đó đó, chọi kìa. Chọi quả bóng tuyết nhưng mà lại gây ra hiệu ứng cháy nha. Lạ thiệt á. Cái nón đúng bịp luôn. Cường hóa sơ sơ thì cũng đã xong rồi. Bây giờ thì tới công đoạn là tách dòng enchant rồi ghép vô áo giáp nè. Mình mong là nó sẽ đủ kinh nghiệm nha. Tại vì cái việc tách kinh nghiệm này nó thường sẽ tốn rất là nhiều á. Nhiều cấp luôn. Đó, tách một lần là tốn 14 cấp thấy chưa. Một cuốn thôi đó mà tốn 14 cấp. Rất là đắt đỏ luôn. Cái nón mình nó vẫn chưa có đủ những cái dòng mà tốt nhất có thể á. Nên chắc mình sẽ từ từ ép vô cái nón á. Mình sẽ ép vô cái ổn trước. Mà thấy cái ổn là có bảo vệ 4 là thấy tốt rồi nè. Cho nó indestructible vô ha. Đó, như vậy thì cái ổn của mình sẽ rất là tốt luôn. Và tốn có 2 cấp thôi. Độ bền của ổn thì nó đang được hồi phục từ từ nè. Đấy, nó chuẩn bị full rồi kìa. Quá dữ. Cái áo cũng có bảo vệ 4 luôn. Cái quần cũng vậy. Mình sẽ ép tiếp cho cái áo với cái quần ha. Áo một cái. Ê, hình như là có cái dòng gì đó nên nó không cho mình ép vô cái áo rồi. Thử cái với cái quần thì sao. Nè, cái quần thì cho nè. Cái áo nó không cho mình ép quyển sách indestructible vô. Chắc mình phải xuống dưới đây xem xét lại rồi. Ui, ở đây có cái anh. Ui, ui con. Tội nghiệp anh không. Hả? Ô. Trời ơi, đâu có ra con ma vậy. Rồi cái anh kia đâu rồi. Ở đây đây, anh chạy qua đây. Hồi nãy tội nghiệp, đúng tội nghiệp anh luôn á. Anh đổi trứng rùa lấy ngọc lục bảo nè. Đổi cúp hiệu suất chậm hỏng chứ. Chậm hỏng cấp độ 4, hiệu suất cấp độ 6, gia tài cấp độ 4 mà. Không tốt lắm. Tưởng đâu giờ tốt thì mình sẽ kiểu như là mua ủng hộ ha. Tại giờ mình cũng có điều kiện một xíu rồi. Giờ chắc mình sẽ tách cái dòng cường hóa trong cái áo ra. Để có gì mình ép cái dòng indestructible vô nữa. Tiếc ghê á. Ồ, món quà bất ngờ nữa nè. Thử với cái áo coi. Rồi luôn, có poison focus cấp độ 3 luôn. Không biết là giờ có thể ép được chưa nữa. Cái nón này chắc mình nên đổi đi chứ, để không thôi lâu lâu nó bắn mấy quả cầu tuyết vô mấy cái con mà vô tội. Đó 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 đó. Đó. Tội nghiệp lắm. Nhưng mà cũng vui ấy nhờ. Thôi kệ đi, giữ lại luôn đi. Cái nón khá là hài cốt luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử ép cái dòng indestructible vô cái áo coi được chưa. Nè, bây giờ thì ép được rồi nè. Nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ không còn cái giọt cái bảo vệ nữa. Thế nên mình cần phải lấy một cái áo nào đó hoặc là một quyển sách có cái dòng bảo vệ để mình ép vào. Đây coi có không. Tạm thời thì mình sẽ ép trước cho nó cái dòng bảo vệ cấp độ 2 thôi á. Có sao mình ép vậy thôi chứ mình cũng không có còn cách nào hết đó. Còn riêng cái nón thì chắc mình chỉ ép cho nó cái dòng sửa chữa thôi. Đâu, cái nón khỏi ra, cho nó dòng sửa chữa để sửa từ từ. Ví dụ trong tương lai mình có muốn nâng cấp nó lên thì mình ép cho nó dòng indestructible sao ha. Tại vì cái này trong tương lai mình sẽ sửa nó. Ui, hư cái đe luôn rồi. Mình còn phải nâng cấp nó lên nữa. Tại vì nó không có cái dòng bảo vệ á, nên khả năng kiểu như là chống cự của nó không có tốt bằng những cái món khác đâu. Rồi, áo giáp thì tương đối là tốt rồi đúng không? Giờ thì tới ui, vẫn còn đồ á. Thôi còn thì để dành đi, lần sau mình nâng cấp tiếp. Mỗi ngày thì mình sẽ nâng cấp một chút ha. Đi. Qua bên Rien lại nào. Mình có đem theo thuốc chưa chị? Ừ, hên quá.
tưởng đâu quên cái thuốc này là mệt á. Giờ đi đâu cũng vậy, lúc nào cũng phải mang theo thuốc nhìn châm bấm tối hết á. Để có gì chuyện tối tối thì mình nóc vô liền ha. Và mình sẽ bay qua cái chỗ này để mình tới những cái hòn đảo lân cận á. Hôm nay thì mình cần phải tốn một cái sao nether để kích hoạt con boss ra. Và những cái bơm là bắt buộc rồi, thứ thiết yếu để đánh được con boss á. Con boss bên đây nó có một cái điểm đặc biệt là mình không thể tấn công nó bằng vũ khí riêng của mình, mà phải dùng bơm á. Rất là đặc biệt luôn. Và đi ta nè. Đi. Lần trước thì để mình nhớ coi, mình bị hù ngay chỗ này, xong mình chạy ngược lại đây. Rồi ok, hướng này. Vậy lần theo mình mới cũ thì mới đi cho nó đúng hướng được. Đó, đi qua đây. Úi, ở dưới này có luôn nè. À, vậy thì dễ rồi. Có ngay dưới này luôn. Mình sẽ xuống dưới này ha. Ui, ở đây có rất là nhiều những con sugar bay nè. Ui, còn có cái con này là cái con, để mình coi. Nó có nét gì đó giống con nhện á. Ender Rio Hack. Mình đánh nó rơi ra những cái khói này nè. Ui, con này lao nháo. Lao nháo nè. Rồi, và mình sẽ kích hoạt con boss ở trên này bằng một cái sao nether trước đi. Đánh boss nhanh để còn làm nhiều công chuyện khác. Và đây chính là cái con Shelterer. Dùng bơm để đánh nó. Cho bơm vô đây. Nè, chắc mình phải tiêu diệt hết những con sugar ở đây quá. Nó làm phiền mình rất là nhiều luôn nè. Mặc dù giáp mình khá là tốt rồi đó, nhưng mà cứ làm phiền hoài. Rồi xong, tiếp tục công việc coi. Để coi mình tốn bao nhiêu trái để mình farm được một cái con boss ha. A few moments later. 14, 15, 16, 17, 18. Ui, mấy con này mưa dặm thấm lâu ghê á. Lúc đầu nó đánh thì không có mất máu nhiều, nhưng mà đánh một hồi thì mất máu quá trời luôn. Ủa, mười mấy rồi ta? Cây tươi nhờ. Tụi xong rồi, tại nó không á. Người ta đang điếm mà làm mất tập trung ghê ấy. Hồi nãy là mình đem ra ba mươi mấy trái TNT thì phải. Hy vọng là đủ để mình đánh bại một con boss. Ồ, gần hết 30 trái rồi nè. Mà mới kéo được có 2/3 ống máu của nó thôi. Một con boss này chắc tốn tầm 40 mấy trái TNT á. Mình đoán cỡ vậy. Nè, gần xong rồi nè. Cố lên. Một chút xíu nữa thôi. Đó, thấy chưa? Những con sugar bay nó đánh thốn từ từ đó. Rồi, một trái nữa. Bùm. Xong phim. Mình đã đánh xong cái lớp bảo vệ của con boss rồi. Giờ thì lên trên. Ê, kìa. What? Mày không hớt được bao con trai. Không kịp thật con. Ui, con boss này nó đánh đau lắm. Cái con sugar boss này nè. Để mình đánh nó một cái coi. Nó đánh một cái là máu mình tuột không phanh luôn. Sao nó cứ tương tương hoài vậy? Rồi, nó xong luôn. Chưa kịp đánh nó té xong nó chết. Tao nói nó cay nha. Vừa cay vừa tức lòng ngực á. Mình ngồi mình quýnh cho đã, gốc cột của nó té chết cái mình không được cái thành tựu luôn. Ủa, được nè. Ủa? À, vậy cũng được. Nhưng mà cái siêu năng lực của con boss nhỏ xíu đó, đó chính là nó đánh một phát, máu của mình nó sẽ tự động giật về còn có một trái tim thôi. Ủa, phân nửa trái tim thôi, tức là một máu ấy. Cái thiệt. À, cái lòng spawn nó giấu bên góc này nè. Thảo nào nãy giờ nó xuất hiện hoài. Mệt mỏi với mấy cái con sugar này ghê á. Thắp đuốc lên cái đó. Chán mấy con này thiệt luôn á, nó khịa mình từ nãy tới giờ nó không biết chán luôn. Khịa gì mà khịa hoài. Và với những cái void crystal từ con boss Shelterer á, mình có thể làm được một bộ giáp khá là đẹp ha.
Ý. Hình như nó có một cái lỗi cây. Khi mà mình giảm lên nó sẽ khiến mình bay bay nè. Hình như cái cây này thì phải. Ui chính xác luôn. Né né mấy cây đó ra nha. Trời 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 trời. Chỗ này nguyên một đống luôn nè. Né kiểu gì chứ mà được. Tới cái cụ kiệu thì chứ. Và phía trước mặt mình đang là một cái thành phố kết thúc. Cái này có vẻ là to hơn cái lần trước mà mình tìm được nè. Tốt tốt tốt. Hy vọng là to hơn thì sẽ cho rương nha. Chứ cái thành phố lần trước mình khám phá nó không có một cái rương luôn. Đúng buồn. Vô thành phố mà không được cái rương nào mang về hết. Và để đảm bảo an toàn khi mà mình đi lên thì mình sẽ tiêu diệt hết những con Shulker mà nó nằm rải rác ở tầng dưới. Nói chung thì với Saber thì một nhát là có thể kết thúc được nó rồi. Tiêu diệt hết luôn. Cho nó khỏi cà kẹ mệt quá. Tiêu diệt hết. Rồi xong phim. Giờ thì trèo lên cầu thang và đi tành tành lên thôi. Mình giữ lại những cái Shulker Shell này để đừng cho mình nhặt quá là nhiều đồ lặt vặt vô trong á. Cái nào cần thì mình nhặt không. Cái mà mình không thích nhất trong những cái thành phố kết thúc là cái này nè, ba cua rất là khó luôn. Mình mà bất cẩn một xíu là rớt liền á. Rồi và không thể quên đập những cái lòng spawn này. Ui cái con nào mà bắn gây là đào chậm vậy. Quá nhiều Shulker trong một chỗ luôn. Ui nhiều thiệt sự. Nó nằm rải rác ở xung quanh cái tòa tháp này. Khiên mà mình đỡ không nổi luôn mà. Táo vàng, táo vàng, táo vàng. Bổ sung táo vàng mới được. Không ổn thế nào cả. Ngồi đi lên một phát lên tầng cao nhất mà không cần phải bắt cua luôn nè. Tính ra nó cũng có cái lợi á. Là nhờ nó mà mình mới lên trên cao mà không cần phải kiểu như là nhảy nhót gì hết. Cũng được, cũng được. Trong cái hại nó lại có cái lợi nha. Rồi và trên này có rương không nào? Trên này thì không có rương. Nhưng mà phía đằng đó nó có cái khói tên là cái gì đó mình quên mất tiêu à. Nhưng mà đại khái cái khói đó là một khói quán sản hay sao á. Đây là chỗ có rương nè. Có đồ ngon các bạn ơi. Đập 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 đập. Đập mấy cái lòng spawn ra trước ha. Rồi cho nó nghỉ đẻ luôn. Nhưng mà trong này nó vẫn còn những con Shulker còn sống nè. Ê! Đừng! Cày te không biết. Ủa nó không chỉ có một cái căn phòng chứa rương đâu. Nó có tới hai căn phòng chứa rương lận. Wow, và đây là tầng thứ hai của nó nè. Vào rồi, mình vào rồi. Lụm đồ thôi. Nón. Cái bột này có thể dùng được nè. Nón đã có rồi. Một cái nhẫn, nhẫn thì cũng đã có rồi. Eo. Sao không có đồ gì khác đặc biệt hơn vậy? Chậm hỏng. Minor fervor gì nè. Lụm luôn. Một cái khiên, cái gông này mình cũng đã có rồi ha. Đồ ăn. Ô, cái ọp này lạ nè. Tốt, 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 tốt. Giữ. Cái này là tới một cái găng tay. Đây là một cái găng tay mới ha. Vẫy rồng nữa. Để coi coi cái găng tay này thì mình sẽ có gì khác biệt không. Găng tay này thì nó sẽ... À, tức là những con Enderman bây giờ nó sẽ thân thiện với mình khi mà mình đeo cái găng tay này ha. Khi mà mình kích hoạt thì... Summon Portable Ender Chest. Cũng chưa rõ lắm. Mình cũng chưa rõ lắm lắm cái kỹ năng của nó ấy. Lab Ship ALT. Đây. À, tức là mình có thể sử dụng được cái rương Ender luôn nè. Rương Ender nè. Bàn tay tạo ra được cái rương luôn. Tốt tốt tốt. Cũng được ấy chứ. Và khi mình ngồi xuống
Thì nó còn một kỹ năng nữa có thể kích hoạt á, nhưng mà mình không rõ về công dụng của nó lắm. Ok, cái này cũng khá là hay á, cho mình một cái rương. Được được được, mình sẽ sử dụng cái rương này để cắt đồ luôn á. Tiếp theo lại thêm một cái găng tay, một cái nón, một cái kiếm. Ồ, cái kiếm có dòng indestructible, tốt á. Sửa chữa luôn nè, cúp sửa chữa. Quá im quá im. Cái này giúp hồi máu. Kiếm hành tinh nè. Cúp gì đây? Cúp ven mining. À, và mình có một cái vật phẩm tên là Elytra Booster. Với cái này thì mình có thể kiểu như là bay tốt hơn hay sao á. Elytra Booster. Slot là phía sau lưng hả? Back. Gắn slot nào vậy? À, nó gắn vô slot này. Ok, mình sẽ gắn vô cái này thử ha. Elytra Booster, nhưng mà mình chưa có cái Elytra, chưa có cái cánh cứng. Một xíu mình phải gắn đi tìm một cái cánh cứng mới được. Tiếp tục. Nói chung thì cái chỗ này mình thấy là nó là cái thành phố kết thúc bự á, nên đồ nó cho tương đối là nhiều luôn. Mặc sức mà mình vô đây mình lựa ha. Mấy cái này thì để nhẹ các thứ thôi. Kiếm. Hết đồ mới rồi. Ủa, cái này hình như cái rương cuối cùng nè. Rồi một cái ba lô vàng. Eo. Rồi, như vậy thì mình đã xong cái tầng cao nhất. Giờ thì tới tầng cao nhì nè. Để chắc cú hơn mình phóng cái này đi. Chứ mình nhảy nhảy mình đã núp ba cua rồi. Mà cứ thể hiện nhảy nhảy là một hồi gớt cái tủm xuống dưới nữa đó. Giống như khi nãy thì buồn lắm. Rồi, đập hết làm spawn nữa ha. Để mình cắm một vài cây đuốc vô đây cho nó sáng sủa lên. Chúng ta cùng nhau mở rương. Một cái cọng lông giúp mình gơi chậm nè. Ở đây. Bên đây thì có một cái Stella Catalyst. Cái tên nghe khá là lạ ha. Cùng nhau coi thử coi công dụng của nó là gì nào. Công dụng của nó là có cơ hội triệu hồi một cái ngôi sao rơi xuống. Ủa, nghe nghe xịn vậy. Quýnh nhau mà có cơ hội tạo ra ngôi sao luôn. Cái này thì gắn vô slot nào cũng được. Quá im quá im. Một cái món đồ tốt. Và cái này thì chỉ có kim cương, vàng các thứ thôi. Rồi qua bên kia. Bên này thì cho mình một cái shock powder. Nó có hình sấm sét kìa, không biết là mình có thể triệu hồi được sấm sét không không nữa. Sửa chữa nè. Đồ sửa chữa thì khá là tốt ha. Rồi, và mình còn một cái vật phẩm tên là Shadow Glaive. Right button. Mình ấn chuột phải thì mình sẽ kiểu như là bắn ra một cái gì đó. Ui, mình đeo vô được không? Cái này slot gì vậy? Cái này không có gắn vô được. Ô, nè 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 nè, mình biết công dụng của nó rồi. Đó đó đó, tấn công cơ. Thì ra nó là một cái phi tiêu. Nó giống như một cái phi tiêu vậy á. Và nó đang hồi phục lại nè. Mỗi 10 giây thì nó sẽ hồi phục lại một cái. Đó. Hồi được một cái rồi cả mình có thể phóng tiếp á. Khá là hay luôn. Giữ lại cái này đồ chơi các thứ vui vui mình sẽ giữ lại để dành xài sau ha. Giờ thì uống thêm lọ thuốc và kiểm tra coi coi xung quanh đây nó còn có kiểu như là hướng nào khác tiềm năng mà có rương nữa hay không. Mình sẽ tận dụng khả năng biết bay của mình. Ê, sao mình hết bay được rồi? Ôi không. Ui, bây giờ bay được rồi. Ui dồi, phóng cái ngọc Ender Highlight được chứ. Phóng xong nó đứng ngay tại chỗ à. À, lên đây coi thử. Đi, bà cô lên. Coi nhìn từ xa coi chỗ này có rương không. Ở đây không có rương. Bên đây nó còn đường đi lên trên cao nữa nè. Nhưng mà những cái chỗ nhỏ nhỏ như vậy thì nó chỉ có những cái rương su cơ trống à, chứ nó không có rương đâu. Kinh nghiệm khám phá của mình nên mình biết được. Bên kia cũng có tiềm năng á. Mình sẽ qua đây coi thử.
rồi luôn, bên đây có vẻ không có rồi. Chính xác, chính xác. Nhưng mà bù lại thì đằng này nó lại có con tàu. Ừ, được nha. Tàu kết thúc thì thường thường là đồ, nó vẫn sẽ có đồ ha. Nên mình sẽ cố gắng qua đây mình khám phá luôn. Mặc dù là hơi nhiều con Sugar cà kệ mình một xíu, nhưng mà mình sẽ giữ khoảng cách để cho mình đừng có bị bay cao quá là được. Này này, né né ra. Đằng đầu kia hình như còn sẽ cho mình cái đầu rồng nữa. Mình muốn lấy một cái đầu rồng mang về. Nên đợi một xíu đi, cho mình hết bye bye rồi mình sẽ qua đằng kia mình lấy cái đầu rồng ha. Chiến lợi phẩm khi mà mình khám phá tàu kết thúc đó. Ui, cái đầu rồng nó nằm tít ở dưới lợn. Hơi nguy hiểm, hơi nguy hiểm nha. Hơi nguy hiểm. Đừng có rớt hay là con nào cà khỉa nha. Đập, 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 đập. Thành công, lấy cái đầu rồng thành công rồi. Im, im, im. Đầu rồng trong đây có công thức chế tạo luôn á. Công thức chế tạo liên quan á. Ui, lại dính phát bắn rồi. Tiêu diệt nó. Bắn bắn ngoài. Nó có thể làm được một cái Corrupted Ingot. Loại một Corrupted Terrain Ingot nè. Làm được đồ khá là xịn ha. Ngon, ngon, ngon. Vẫy rồng nữa nè. Thôi kệ nó, đóng cửa lại cho đừng con nào cà kẹ. Ui ui. Ui, trong đây cũng có Sugar nữa. Tiêu diệt hết. Phóng cái ngọc Ender xuống đây luôn. Nè nè nè, còn quá trời Sugar ở dưới luôn. Mình phải tiêu diệt bớt mới được. Ôi, sao nó đẻ ra nhiều Enderite vậy? Endermite chứ. Ui, mình lỡ đánh trúng cái con mà có kỹ năng đặc biệt là đẻ ra những con rận Ender á. Nó đẻ ra nguyên một đàn rận Ender luôn. Ghê thiệt sự. Rồi rồi, đập cái lồng spawn luôn nè. Để thôi nó đẻ tiếp á. Còn con nào không? Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Lút đồ được rồi đó. Đẩy đồ lại về, đồ lại về. Có được một cái Chorus Inhibitor. Khi trang bị Chorus Food sẽ dịch chuyển. À, tức là mình đeo cái này vô, mình sẽ ăn cái quả mọc, cái gì ta, quả điệp khúc á, nó sẽ dịch chuyển xa hơn bình thường á. Công dụng chính của nó là vậy ha. Shock Powder là stun này. À, tức là khi mình kích hoạt cái này lên, cái địch xung quanh sẽ bị choáng. Được ta, hợp lý. Và cuối cùng mình cũng đã sở hữu được một cái cánh. Và cái cánh này đặc biệt một chỗ là nó sẽ đã được cường hóa sẵn cái sửa chữa luôn rồi nha. Rất là đã luôn. Để coi mình đeo vô cái slot nào đây. Ủa, cái cánh đeo vô nó nào ta? Ồ, nhưng mà mình đeo cái cánh thì mình không còn đeo được cái này nữa. Mình đeo cái cánh thì mình không thể đeo thêm được cái Elytra Booster. Ồ, tiếc thiệt á. Hơi đáng tiếc ha. Né ra mấy con này. Ui, bây giờ thì mình đã không sợ bị rớt nữa rồi. Mình có cánh cứng rồi. Chỉ có điều là mình không có những cái trái pháo hoa để mình bay thôi. Bay nè. Không biết mình đang bay như vậy mình kích hoạt cái Elytra Booster được không không nữa. Không được, cái này mình chỉ có thể đeo vô thôi. Ui trời trời trời. Đeo vô nó rớt luôn à. Rớt này rồi. Trận chiến cuối cùng với cái con boss mạnh nhất bên thế giới DN là đây. Với cái con Void Worm này á, thì mình sẽ bắn vô những cái lỗ này nè. Nó sẽ dịch chuyển qua những cái lỗ khác mà nó xuất hiện ha. Hoặc là bắn vô đầu nó cũng được. Cơ hội để mình đánh cận chiến cho nó thì khá là thấp á. Nhưng mà mình vẫn sẽ kích hoạt Power Sucker có gì mình đánh nó. Để khi mà nó, để coi còn nó xuất hiện cái lỗ nào gần, mình sẽ chặt nó liền. Sao nó, à, nó khôn quá, nó không có xuất hiện mấy cái lỗ gần. Mình có thể bắn những cái đầu của nó để cho nó ngẫm luôn á. Ừ, nút mình vô những cái lỗ kìa. Bắn hạ một cái đầu.
thêm một cái đầu khác nữa. Nó rất là nhiều cái đầu khác nhau. Ở đây nè, cận chiến. Chưa kịp cận chiến nữa, này này là cái đầu nè. Còn một cái đầu nữa thôi. Chạy đi đâu? Nhưng mà bây giờ mình phải trèo lên trên để mình tìm cái vật phẩm mà nó rơi ra cái đó. Hết thuốc luôn rồi. Nãy giờ sao quần tốn thời gian quá. Nó thối ồm giống như vậy nè, nè nè nè, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình đã nhặt được con mắt của nó. Bên đây còn thêm hai cái nữa, hai vật phẩm nữa. Nhảy quá. Lụm luôn. Im ru bro. Cuối cùng cũng xong, cuối cùng cũng xong. Và với con mắt này thì mình có thể chế tạo ra được một cây cúp. Và cây cúp này về nhà mình sẽ làm luôn ha. Làm luôn cho nóng, nó chỉ tốn thêm hai cái phone netherite thôi. Nói chung thì cây cúp này cũng khá là đắt trong giai đoạn hiện tại đối với mình đó. Rồi, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Và nó còn cho mình thêm 12 cái khối Unstable Obsidian để mình có thể làm được một cái cánh cổng dẫn tới thế giới cuối cùng ha. Im im im. Bây giờ thì mình sẽ làm trước cây cúp đi. Nó sẽ tốn mình thêm hai cái foil netherite. Đặt theo công thức, nó thay thế cho cái que vậy đó. Rồi, đặt cái mắt nó, con void worm ở giữa và hai cái này ở hai bên. Là mình sẽ tạo được một cái dimensional cover ha. Nhìn giống như cây cúp vậy đó. Nhưng mà thật ra nó là một cái để mình có thể tạo ra được cánh cổng. Đâu, mình sẽ test thôi. Chưa, từ 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 từ. Đó, giống như mình đang gõ vô không khí thấy không? Giống như mình đang đập vô không khí vậy đó. Nhưng mà... Ủa? Đúng không ta? Nè 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 nè, giống như mình đang đập không khí thấy không? Đồ. Nó tạo được một cánh cổng như chỉ nè 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 nè. Đỡ, xịn chưa, xịn chưa? Hơi bị ảo diệu luôn. Nó giống như cái skill của cái con Void Worm vậy đó. Khá là hay á, nhưng mà cái thời gian để mình tạo ra cái cánh cổng này thì khá là lâu. Mình có thể ép cho nó cái dòng hiệu suất để cho nó... Nó không cho mình ép dòng hiệu suất. Mình hiểu cơ chế của nó rồi. Dù tới đâu đi nữa, dù mình đặt cánh cổng này ở đâu đi nữa thì cái đường mà nó dẫn tới đều là về nhà của mình nha. Mình sẽ thử một chỗ xa hơn coi coi có phải đúng như là mình nghĩ hay không nha. Chỗ này là xa hơn chỗ ban đầu rất là nhiều rồi nè. Mình sẽ tạo một cái cánh cổng ngay đây. Đập vô không khí một xíu. Rồi. Và sau đó thì cánh cổng sẽ mở ra và mình dịch chuyển. Chính xác rồi. Cái cổng này, cánh cổng này lúc nào nó cũng sẽ tạo về cái giường ngủ của mình á. Rất là hay. Đây là một trong những cách để mình có thể biến về nhà từ xa đó. Hiệu quả đấy chứ. Đằng kia mình thấy có một cái con gì nhìn rất là lạ luôn. Mình qua đây mình coi thử. Ủa, cái này là con tuần lộc đúng không? Ôi. Ui ui ui, mình lên đánh chúng ơi. Sao nó giống con tuần lộc vậy? Nhưng mà lại gần thì nó để là lama, là con lạc đà chứ không phải con tuần lộc. Mình có thể leo lên để thu phục luôn đó. Ê. Nhìn rất là đẹp luôn. Mình sẽ thử thu phục mới được. Thử thu phục. Càng khó. Đó, đây đây đây, thu phục được rồi, thu phục được rồi. Nhưng mà hình như mình không thấy cửa được. Ủa gì không có điều khiển được. Ui, nhìn đúng đẹp luôn á. Vừa sao mình tưởng con tuần lộc không à. Nhưng mà đáng tiếc là mình không có thể cửa được. Ủa gì không, không, không có điều khiển được chứ. Ở đây là mình phải gắn vô cái này là tấm thảm á. Có gì đó sai sai ở đây đúng không? Ban ngày ban mặt mà tại sao chỗ đó lại tối thui tới ồn? Và khi mình nhìn lên trời, nó là một cái phi thuyền bay. Hèn gì mình tưởng bị lỗi hay sao mà chỗ đó đen thui vậy? Ai dè phía trên nó có một cái phi thuyền bay à? Lên trên kiểm tra nào. Đúng rồi, nó cao quá, mình bay lên còn không nổi luôn mà. Quá xa bự rồi. Đáp vô một cái. Ui, đâu ra cái con báo trên đây vậy? Bằng cách nào mà con báo trèo lên đây được vậy? Ghê thiệt. Rồi, đây có một cái rương đầu tiên. Cho mình một trái táo vàng cường hóa luôn. Tốt, tốt, tốt.
Bước vào bên trong sẽ còn nhiều con nữa, nên mình sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần trước. Ăn trái táo vàng vô trước đi. Búp tốc độ, búp kiên lên. Mình sẽ làm choáng mấy con này. Đó 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 đó, đứng yên rồi nè, nó bị choáng rồi nè. Bị choáng, bị choáng. Bị choáng thì mình combo nó liền. Tính ra cái shock powder này rất là tốt nha. Mình có thể làm choáng được cái địch. Và đằng kia, đó chính là chủ nhân của con thuyền này. Mình sẽ hỏi thăm sức mạnh bằng cái kỹ năng đặc biệt của mình. Đập một cái nhỏ mặc đồ netherite các thứ. Mình ký đầu cái là chết luôn à. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Mình mạnh thì mình có quyền rồi. Rồi đi tiếp đi tiếp. Tầng dưới còn nhiều con đệ tử của nó lắm. Đây vẫn chưa là nhập nhòi đâu. Còn thuốc không vậy? Ngồi luôn, không mang theo thuốc luôn. Tới cái cụ kiệu luôn rồi. Ào ào ào, bắn bắn bắn. Thích bắn không? Thích bắn nhau không? Mình sẽ cắm đuốc lên để đảm bảo nguồn sáng ở đây. Đó. Xương hả xương? Ui đây còn có những cái con zombie thứ dữ nữa. Mình sẽ làm choáng mấy con này lại trước. Xong thì mình sẽ bật siêu sức mạnh lên và ký đầu nó thôi. Ui tầng này chứ không phải là chỗ có đồ đâu. Mình nhớ những chỗ có đồ nên mình chỉ lấy đồ xong rồi mình chuồn ha. Để hạn chế cái thương vong nhất có thể. Ui ui con này láo. Con này láo. Con này láo. Ui nó đánh lén mình. Ui trong đây có Reaper. Cẩn thận, Reaper nó nổ banh cái rương của mình á. Rồi vô đây thì mình sẽ lấy đồ ha. Ui trong đây không cắm đuốc được. Này cà kẹ nè. Hy vọng là những con slime nó sẽ không tấn công mình. Đó, xương xương vài viên kim cương. Cả đống vàng và có cả trái bơm luôn nha, hai trái bơm luôn. Quá ngon, quá ngon. Ui, tính ra mấy con slime này quýnh đau lắm á. Quýnh mình cũng mất quá trời máu cơ. Nhưng mà không sao, ở đây vẫn còn rất là nhiều cơ hội để cho mình tìm rương mà. Cứ thông thả thôi, đẩy, rương trước mặt liền. Có một cái rương ở góc này thôi à. Mình sẽ dọn hết lòng spawn để đập mở rương cho nó dễ ha. Nó sẽ cho mình hai cái vụn netherite luôn. Tiếc là nó chỉ cho hai vụn chứ không phải là hai phôi ha. Phải chi nó cho mình hai cái phôi thì ngon. A few moments later. Nói chung trong ngày hôm nay thì mình đã nâng cấp xong cái bộ giáp Enderite của mình tương đối là mạnh ha, với những cái dòng giúp cho nó sử dụng được lâu hơn và bền hơn á. Đồng thời trang sức của mình thì cũng đã có một chút thay đổi rồi ha. Rất là nhiều loại trang sức mới, găng tay mới đã được mình gắn vào. Và mình đã hoàn thành xong thế giới kết thúc rồi. Trong tương lai thì mình sẽ khám phá những cái thế giới còn lại và hoàn thành những cái thành tựu còn lại mà mình đang dang dở ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.